Xin chào các bạn, hôm nay mình xin mở hộp cái máy ảnh Sony A9 nha. Để mình ngồi vô hộp. Đây các thông số. Gì đấy hộp nè. Bên ngoài hộp nó rất là nhỏ, nó bự. Thấy nhỏ hơn cái găng tay của mình. Sách hướng dẫn và có cuộn. Như sao đây, hình như dây này dây loại mới hay sao á. Dây nó có dây in Sony A7 nè. Ê, cái gì in Alpha 7. Alpha 9 chứ. Mình lộn mất. Tại mình đang quay bằng cái Alpha 7. Nó lộn mất. Nó cho mình cái cục sạc. Cái đồ để giữ dây cho chắc trên cái máy ảnh đó. Mình gắn dây vô, mình gắn này vô cho mấy dây, mình gắn máy ảnh cho nó chắc. Cắm điện. Pin cũng bự nặng. Cổng USB. Dây USB. Máy Sony. Máy Sony A9. Nhìn bên ngoài cũng giống cái máy Sony A7. Mình thấy nó khác. Đây là nó khác cái nút gạt là xuống nút gì đây? Ồ, mở mở nắp hả? Không biết nó nút gì nữa. Thử ra. Ồ, nút mở dưới gắn. Ồ, có hai hai the cắm khẽ nhớ. Đây. Sony A7 có một cái thôi. Nút quay phim điện, mình quay phim hồi xưa nó đặt đặt ở đây, giờ đặt ở đâu ta? Không thấy nút quay phim ở đâu hết. Ồ, đây nè. Nó có thêm cái joystick. Bấm cũng tiện lợi. Dòng xoay thì nó hơi cứng hơn Sony A7. Sony A9 thì nó thêm cái chế độ chỉnh ở đây. Chụp single, chụp 2 2 high speed, medium, low, hẹn giờ. Đây là gì đây? Chỉnh sang mấy cái à. Không. Nhấn xuống phải nhấn ồ. Ồ phải nhấn này à.
cái vòng xoay này phải nhấn vô và đang có cái nút cái khóa này nè, mà nhấn vô cái khóa ở đây thì những khóa này thì mình xoay được cái vòng này, nếu mình không biết mình dùng khóa xoay hoài mới được. Trên đây muốn xong vòng vòng xoay phía trên cùng thì nhấn khóa giữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.